chưa chưa qua xăng, chưa qua xăng, đóng hè lại cho nó chạy qua xăng. Ủa, tiếng vô nổ đã quá, cái này mà chạy vô lại chắc người ta nhìn thấy ghiền lắm trời. Chắc không bán rồi, để vậy lại quá. Chưa đều. Chưa chưa này vệ sinh thì sang con nó là ok đó. Nó tiếng nổ hết hồn. Thế thôi chứ đổi gì nữa. Nổ mạnh ghê, ông gài xài máy nhỏ mà. Nó chắc đổi ý quá. Nó thử một cái nữa coi. Này chạy vô lại là đã lắm đó nha. Tiếng lực thiệt. Lực ha. Tiếng nổ ngốc không? Cái này mà chạy cho lại là tàu cánh ngầm không không lại luôn á.